Hi guys, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang. Và các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn rằng là từ bây giờ thì mình sẽ chuyển sang làm content về bầu bí nhá. Vì hiện tại thì mình đã đang bầu và mình đang có em bé hiện tại bây giờ là được 32 tuần rồi. Mình cũng không định làm những cái video chia sẻ đâu, bởi vì mình đợi là đợi đẻ xong thì mình mới làm. Thế nhưng mà các bạn ạ, trong cái khoảng thời gian mang bầu ấy thì mình đã có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra, những cái kinh nghiệm của bản thân mình được trau dồi trong khoảng thời gian vừa qua rất nhiều. Và lúc đó thì mình ước rằng chỉ có một người hãy chia sẻ cái kinh nghiệm này để mình biết thôi. Thì thôi, mình đã quyết định là mình sẽ chính là cái người đấy, mình sẽ chia sẻ lại toàn bộ tất cả những cái kinh nghiệm, những cái vấn đề trong quá trình mang thai để cho mọi người có thể có những cái góc nhìn khác, và biết đâu những cái phương pháp của mình nó lại phù hợp với các bạn để giải quyết cho các bạn những vấn đề thì sao, đúng không? Ok, dành cho những ai mới vào kênh Trang Lê Fitness của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình là một huấn luyện viên cũng đã được gần 10 năm nay rồi. Và mình chia sẻ rất là nhiều bài tập này, rất là nhiều quan điểm về sức khỏe, về cuộc sống. Và nếu các bạn thấy kênh của mình hay và bổ ích thì đừng quên mình cho mình một like và một subscribe trên kênh YouTube channel của mình nhá. Còn bây giờ thì chúng ta vào cái topic ngày hôm nay, đó chính là mụn trên cơ thể khi mà các bạn đang mang thai. Ok, mình sẽ chia sẻ một chút về cái làn da của mình. Thực ra cái làn da của mình thì mình cảm thấy tự hào vì mình có một làn da đẹp. Nếu mà các bạn thấy ở trên ảnh của mình ở trên những cái trang mạng xã hội trước đây ý, thì mình có một làn da rất là đẹp và mình cực kỳ là tự tin về làn da của mình. Từ bé đến lớn chắc chưa bao giờ mình bị mụn ở trên cơ thể cả. Nói thật với các bạn là như thế, nên mình không hiểu được những cái vấn đề của những bạn mà bị mụn lưng hay là mụn mông đấy. Mình không hiểu lắm về những cái điều đấy. Thế nhưng mà đến khi mình mang thai thì các bạn ơi, mình được trải nghiệm đủ hết. Khi mình mang bầu thì mình bị tăng sinh sắc tố do thay đổi hormone, thế nên là da của mình cũng bị sạm đi rất là nhiều. Rồi là mình bị mọc mụn ở trên ngực, ở trên phần cổ và phần lưng. Bây giờ thì mọi người không thấy đâu vì nó đã đỡ rồi, nhưng mà cái giai đoạn mà bắt đầu ấy thì nó bị mọc lên rất là nhiều, đặc biệt là ở sau vùng lưng này và cái vùng cổ của mình. Và cái tần suất mụn ấy nó mọc lên rất là nhiều. Vừa cái lớp mụn trước chưa hết thì cái lớp mụn mới nó đã mọc lại rồi. Nên là lúc đấy mình khá là stress và mình cực kỳ sợ. Tại vì lúc đấy mình có nghe mọi người nói là cái mụn ở lưng ấy mà nó bị thâm vào thì nó rất là lâu hết, và nó còn lâu hết hơn là mụn ở trên mặt của mình cơ. Nên mình cực kỳ là sợ thâm mụn, nhất là ở phần ngực và lưng, vì trông nó hơi bất thẩm mỹ. Đối với mình thì cái phần lưng của phụ nữ nó cực kỳ quyến rũ, nếu mà có những cái vết mụn thâm thì trông nó sẽ rất là mất thẩm mỹ, đúng không? Nhưng mà rất là may mắn các bạn ạ, đấy là mình đã không bỏ cuộc như là một số những người khác, là họ sẽ đợi đến khi đẻ xong họ mới tìm giải pháp. Thì mình lại là một người khác hẳn, mình sẽ luôn luôn tìm tất cả những cái giải pháp, những cái phương pháp để giải quyết vấn đề cho mình mà lại không làm ảnh hưởng đến thai nhi, đến con của mình nữa. Thế nên bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí kíp của mình để mình có thể giảm mụn cho toàn bộ cái phần người của mình nhé. Đầu tiên là vấn đề các bạn nên chăm sóc như thế nào. Tất nhiên là mình bỏ qua về chế độ ăn uống đi, bởi vì mặc dù nó cũng là một yếu tố nhưng mà mình sẽ nói những video sau. Hôm nay chúng ta chỉ nói về những cái treatment cho cơ thể của mình thôi. Thì cái phương pháp của mình ý, đó là mình sẽ thường tẩy da chết từ 1 đến 2 lần một tuần. Mình tẩy da chết đều đặn và mình dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Mình lựa chọn những loại kem dưỡng ẩm tốt cho da để cho da mình luôn giữ được cái độ mềm mại, nó không bị thô ráp. Và có một cái này nữa mình chia sẻ cho các bạn. Đây là những cái mình đã tìm hiểu và mình đã hỏi trực tiếp nhãn hàng rồi, thế nên là các bạn đừng lo lắng nhé. Đấy là hiện tại thì mình đang dùng hai cái sản phẩm này của nhà Paula's Choice. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm Weightless Body Treatment. Ở đây nó là 2% BHA, và cái sản phẩm đi kèm của nó là sản phẩm về chống nắng. Tại vì khi các bạn dùng BHA thì chắc chắn các bạn phải dùng chống nắng để bảo vệ da của mình tốt hơn nhé. Chắc là khi các bạn thấy mình cầm cái chai này lên, các bạn sẽ hơi giật mình một chút, tại vì mình thấy rằng hầu như bây giờ tất cả những cái bài báo mà research bằng tiếng Việt ở Việt Nam ấy, thì mọi người đều nói rằng là khi các bạn bầu bí, các bạn sẽ không được dùng những cái treatment có tính axit như là BHA như thế này. Đó, mình cũng đọc rất là nhiều bài báo rồi, lo lắng rằng khi mà dùng những cái BHA này thì bé sẽ bị thương tật này, do là BHA sẽ ngấm vào máu của mình này. Không nên dùng BHA cho phụ nữ mang thai này. Đấy, nói chung là bầu bí thì các bạn sẽ không được dùng cái treatment như này. Và mình đã bỏ hết luôn. Trước đây thì mình dùng BHA cho mặt thường xuyên, nhưng mà khi mà mình đọc được những cái information như thế thì mình bỏ hết luôn, mình không dám dùng nữa. Nhưng mà khi mà cái vấn đề trên cơ thể của mình nó bị nặng quá rồi các bạn ạ, và cái giải pháp mà mình phải tìm đến là cái sản phẩm này, thì mình đã hỏi cực kỳ kỹ. Đầu tiên là mình hỏi cái chuyên viên da liễu nơi mà mình chăm sóc da mặt này về vấn đề về thật sự là BHA thì có ảnh hưởng đến thai nhi hay không, thì có một câu trả lời có lẽ là hơi sốc một tí cho tất cả các bạn nhé. Thế nhưng mà đây là quan điểm của những cái người chuyên gia, họ làm chuyên môn và những cái người họ có tìm hiểu thôi. Còn nếu mà các bạn cảm thấy không được tự tin lắm thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ trước. Đấy là bạn ấy không những dùng BHA mà bạn ấy còn dùng cả retinol loại nặng, mà bạn chuyên viên đấy còn đang bầu hơn cả mình, nghĩa là bạn ấy bầu to hơn mình rồi. Bạn ấy đọc rất nhiều những bài nghiên cứu thì chưa cho thấy là bất kỳ một cái sản phẩm dùng BHA nào mà gây dị tật cho trẻ cả. Thế nhưng mà nếu mà để an toàn thì các bạn có thể xem xét thật kỹ trước khi các bạn dùng. Nhưng mình đã hỏi cực kỳ kỹ cái chuyên viên chăm sóc làn da cho mình rồi. Và bản thân bạn ấy cũng là người đang mang bầu và bạn ấy cũng đang sử dụng sản phẩm. Cái thứ hai là mình đã liên hệ trực tiếp với nhãn hàng Paula's Choice để mình hỏi về cái sản phẩm này thì có dùng được cho bầu bí hay không. Và sau khi hỏi nhãn hàng rồi thì mình đã quyết định là mình dùng nó với tần suất là 1 lần 1 ngày, với nồng độ là 2% salicylic acid, và là an toàn hoàn toàn cho bé và cho mình. Vì mình tìm hiểu thực ra cái sản phẩm nó rất là nổi tiếng, rất là nhiều những cái bạn KOLs, những cái bạn influencer đã quảng cáo cho sản phẩm này, và về cái độ công dụng của nó rồi mình không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ về cái cảm nhận của mình nhé, là cái sản phẩm này nó giúp tẩy da chết hóa học này, đó, và nó làm thoáng cái lỗ chân lông của mình. Ngoài ra thì nó cải thiện và nó làm bình thường hóa cái tuyến bã nhờn. Đấy cũng là chính là những cái vấn đề mà gây nên mụn đấy các bạn. Thế nên là sau khi mà sử dụng thì thật sự là trong vòng khoảng tầm, các bạn chỉ cần dùng cho khoảng 1 đến 2 tuần thôi. Nhưng mình sẽ thấy dùng 1-2 tuần là những cái cồi mụn nó khô lại và nó tự bong ra hết. Và như cái phần lưng của mình bây giờ nó vẫn còn nhá, nó vẫn mọc lên nhưng nó rất là ít và nó không đáng kể đâu, hầu như là không còn thấy nữa rồi. Và ngoài ra thì cái làn da, cái phần da ở đấy nó mềm hơn nhiều và nó không bị thô ráp. Đấy là cái cảm nhận của bản thân mình và mình thấy nó cực kỳ hiệu quả. Về cái sự đều màu trên da hay là giải quyết những cái vấn đề về vết thâm thì hiện tại mình chưa kiểm chứng được cái đấy, thì nó còn phải cần nhiều thời gian hơn nữa để sử dụng. Nhưng mình có thấy là dùng sản phẩm này thì da của mình có sáng lên nhé mọi người, có nâng tông da và da của mình thì mềm hơn. Ok, khi mà mình dùng sản phẩm này thì mình thấy đây là một cái kết cấu nó khá là thích. Cái kết cấu này là một cái kết cấu sữa trắng đục, và nó rất là dễ thẩm thấu, nó mềm và rất là dễ thẩm thấu ở trên da. Còn về cái mùi của nó thì nó hơi có mùi treatment một tí. Nếu mà bạn nào mà sử dụng những cái sản phẩm treatment quen rồi thì các bạn sẽ cực kỳ quen với cái mùi này. Cái mùi này mình cũng không biết nói nó là một cái mùi gì, nhưng mà nếu mà các bạn mong muốn một cái mùi mà nó thơm như nước hoa thì đây, mùi này thì nó không phải là mùi thơm như nước hoa, nhưng mà cái mùi này thì nó giống như cái mùi treatment đấy các bạn, những cái sản phẩm mà nó đặc trị đấy. Và Mình thì mình lại thích cái mùi như này, mình lại không thích cái mùi nước hoa, bởi vì mình đang bầu, mình rất là nhạy cảm mùi ấy mọi người. Và khi mà bôi lên thì finish ở trên da của mình sẽ là một cảm giác mềm và da thẩm thấu và rất là ẩm, mịn. Nói chung là thích và cực kỳ dễ tán nữa. Nó thẩm thấu nhanh chứ không bị kiểu bết dính hay là không bị kiểu quá dày, quá là khó tán như một số những cái sản phẩm khác. Thế nên đây là một sản phẩm mà bản thân mình cảm thấy dùng cái trải nghiệm ở trên da của mình khá là thích mọi người nhé. Và các bạn ơi, muôn đời rồi khi chúng ta dùng treatment hay bất kỳ những cái loại acid nào như là AHA, BHA hay là retinol, tretinol thì các bạn cũng biết rằng cái vấn đề quan trọng hơn ở phía sau ấy, đấy là chính là các bạn phải chống nắng. Nếu các bạn mà không chống nắng được thật tốt thì tốt nhất là các bạn đừng dùng treatment gì cả. Đấy. Và mình đã trực tiếp hỏi nhãn hàng về cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này là kem chống nắng phổ rộng với cái chỉ số chống nắng SPF là 50. Và nó có thành phần là lô hội để mà làm ẩm và làm mềm da này. Ngoài ra thì nó có cái vitamin là A, C, E để giúp cho tăng cường cái việc chống lão hóa trên da của mình. Các bạn đừng nghĩ rằng chỉ da mặt chúng ta mới cần chống lão hóa nhé, da body cũng vậy. Và tên của em sản phẩm này là Paula's Choice Extra Care Non Greasy Sunscreen. Đó, và đây là hai cái sản phẩm mà mình đang dùng. Với cái em chống nắng này thì mình sẽ test luôn cho các bạn xem. Với cái em chống nắng này ấy, thì nó là một cái chống nắng, kem chống nắng dạng đặc nhá. Kết cấu của nó đặc hơn là cái kem lotion kia. Và nó có một cái màu nó hơi ngả ngả kem một tí chứ nó không trắng. Đó, và cái sản phẩm này thì với mình, bản thân mình thấy nó khá đặc, nhưng nó cũng vẫn rất là dễ thẩm thấu như các bạn nhé. Thường thì những cái sản phẩm nó đặc ấy, thì các bạn sẽ hơi khó thẩm thấu trên da mà các bạn phải bôi và nó khá là bít. Da của mình nó bị một cái lớp nó hơi dính ở trên da ấy. Thế nhưng mà cái sản phẩm này, nhắc lại với các bạn một lần nữa là nó cũng rất là dễ tán nhá. Nhưng mà mình thì xin lỗi là mình cũng không thích cái mùi của kem chống nắng này lắm. Và mình cũng không thấy nó có mùi gì lắm. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích có mùi hương thì chắc là sản phẩm này cũng không phải là một sản phẩm mà nó có một cái mùi mà các bạn thích. Đấy là cái mà mình sử dụng. Mình cứ buổi tối thì mình sẽ sử dụng Paula's Choice này. Và ban ngày thì không bao giờ mình có thể thiếu được kem chống nắng này. Khi mà mình đã sử dụng cái sản phẩm Paula's Choice rồi thì đây là hai cái sản phẩm mình đang sử dụng và mình đã thấy nó thật sự là work ở trên cái làn da mụn của mình nhá. Và mình sẽ để cái link ở bên dưới để cho các bạn tự vào tìm hiểu và tham khảo xem. Và mình đã tìm hiểu cho các bạn rồi nhé. Bầu bí dùng hai sản phẩm này hoàn toàn là an toàn và không ảnh hưởng gì tới mẹ và bé được. Nên nếu mà các bạn đang có những cái vấn đề về da mụn, rồi là bị không mềm mịn, rồi da bị tối sạm, thì mình khuyên là bạn cứ thử tìm hiểu và dùng cái treatment như thế này nhé. Chứ đừng nghe những cái lời chia sẻ, những cái lời dặn dò mà nó từ rất lâu rồi mà kém những cái sự tìm hiểu ấy, là có bầu thì không được dùng mà phải để bầu xong thì các bạn mới được dùng. Mình cảm thấy rất là may mắn, bởi nếu mà bầu xong rồi mình mới dùng thì mình nó còn nặng nề đến như nào nữa mọi người ạ. Ok, vậy mình đã chia sẻ xong cho các bạn về vấn đề da dẻ trong quá trình mang thai. Và công nhận là khi mang thai các bạn ạ, mình gặp cực kỳ nhiều những cái vấn đề cho cơ thể. Các bạn có thể thấy cái phần tay của mình nó còn bị nám đây này. Chưa bao giờ mình bị nám mà bây giờ phần tay của mình nó bị nám như thế này. Nói chung là mình cảm thấy một người phụ nữ khi mang thai cực kỳ hy sinh. Hy sinh về cả sức khỏe này, tinh thần lẫn tất cả những vấn đề bên ngoài như là da dẻ hay là vóc dáng. Thế nhưng mà các bạn ạ, chúng ta hãy cùng nhau để tìm ra những cái giải pháp giải quyết hết những cái vấn đề đấy cho các mẹ bỉm sữa nhé. Vì quan điểm của mình là mẹ vui thì con mới vui được. Và mình đã thành công trong việc là giải quyết tất cả những cái vấn đề đấy. Thế nên là yên tâm, mình sẽ luôn đồng hành với các bạn trong những cái video chia sẻ về sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mong là các bạn hãy ủng hộ những cái series về bầu bí của mình từ bây giờ nhé. Và các bạn, nếu mà các bạn muốn làm những content hay có những câu hỏi gì về bầu bí thì comment ở bên dưới để mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Ok, bye guys. Còn bây giờ thì các bạn hãy chào con cái của mình nào. Các con ơi chào mọi người đi nào. Con ơi chào mọi người đi nào. Đấy.